người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về vui biếu lụa, bác yêu đàn trâu nhỏ chung thu gửi cho hoa, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng ngó ngoài biên cương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không gần chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác như ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh, bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời, bác như mai dân ca xua em bé vào đời, bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la như cánh chim không mỏi bay giữa trời quê hương, như cánh chim không mỏi bay khắp trời Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn trong